ta cho hai ma trận là ma trận AEG cấp M nhân N và ma trận B là BEG cấp P nhân Q. Thế ma trận tích C bằng A nhân B nó tồn tại khi nào? Thì người ta bảo rằng cái tích này nó tồn tại khi mà N bằng P. N là số cột của ma trận A và P là số dòng của ma trận B. Như vậy, ma trận tích nó chỉ tồn tại khi mà số cột của ma trận trước nó bằng số dòng của ma trận sau. Và khi mà nó tồn tại thì cái C này cấp nó như thế nào? Thì ta thấy này, A cấp M nhân N và B cấp P nhân Q. Bây giờ N là bằng P cho nên ta thay cho này bằng chữ P nè. Và lúc này thì cái ma trận tích CEG này người ta nói nó có cấp là M nhân Q. Như vậy thì ma trận tích đó, số dòng của nó thì bằng số dòng của ma trận trước và số cột của nó thì bằng số cột của ma trận sau. Để dễ nhớ các em có thể thấy giống như là mình đơn giản cái chữ P đi như vậy đó. Nói đến một ma trận thì ta phải nói đến cấp của nó và các cái phần tử của nó. Thì ta vừa biết được cái cấp của ma trận tích rồi. Bây giờ ta thử xem các cái phần tử của ma trận tích được tính như thế nào. Thì cái phần tử CEG trong ma trận tích số nó bằng là sigma T từ 1 đến P của AIT nhân BTG. Có nghĩa là bây giờ ta thấy T bằng 1 vào thì ta được số hạng đầu tiên của tổng là AI1 nhân B1G. Cộng với thế T bằng 2 thì các em có là AI2 cộng B2G. Cứ thế mà tiếp tục. Có phải là cuối cùng mình thế T bằng P không? Thế T bằng P thì ta có AIP cộng BPG. Vậy là mình đã biết cái phần tử CEG trong ma trận tích tính qua các cái phần tử trong ma trận A lớn và B lớn là như thế này đây. Thế nhìn vào đây thì trông nó cũng hơi khó nhớ. Thế để nhớ thì ta thấy nè. Có phải là các cái phần tử AI1, AI2, vân vân, AIP là các phần tử trong ma trận A không? Mà nó có gì đặc biệt? Nó có chỉ số dòng là Y không thay đổi nè. Như vậy thì các cái phần tử này có phải là các cái phần tử nằm trên cái dòng thứ Y của ma trận A không? Đó. Còn các phần tử B1G, B2G, BPG là các phần tử nằm trong ma trận B. Mà chỉ số cột G của nó không đổi. Như vậy thì các phần tử này, nó là các phần tử nằm trong cái cột thứ G của ma trận B. Và nếu như các em nhớ lại cái tích vô hướng của hai vector đó, thì cái này nó có phải là gần giống như tích vô hướng không? Tích vô hướng hai vector, ta lấy phần tử thứ nhất nhân phần tử thứ nhất, B, AI1 nhân B1G, phần tử thứ hai nhân phần tử hai là cái này đây nè. Phần tử cuối cùng AIP nhân PPG là đây. Như vậy để nói cho nó dễ nhớ thì em muốn tính cái phần tử CEG trong ma trận tích. Phần tử CEG là phần tử nằm ở dòng Y và cột R của ma trận tích. Thì ta lấy dòng Y của ma trận trước nhân với cột thứ R của ma trận sau. Như vậy là tôi vừa nhắc lại với các em cái phép toán tích. Và tuần trước thì có cho một cái ví dụ cho A và B là hai ma trận như trên bảng đấy. Và câu hỏi đặt ra là tìm C bằng tích của A nhân B. Thế bây giờ muốn tìm ma trận tích số C là A nhân B này nè, thì cứ nói một ma trận thì chúng ta phải đề cập đến hai điều. Thứ nhất là cấp của nó, thứ hai là các phần tử của nó. Trước hết ta coi cấp của C như thế nào. A là ma trận cấp 2 nhân 3, đây 2 dòng 3 cột. B anh dễ thấy đây là một ma trận cấp 3 nhân 2. Thế thì rõ ràng là chỉ số cột của ma trận trước là 3 nè, bằng chỉ số dòng ma trận sau là 3. Điều đó chứng tỏ rằng ma trận C này tồn tại. Nó thỏa cái điều kiện tồn tại của ma trận tích. Và khi tồn tại rồi thì cấp của C là bao nhiêu? Thì vừa rồi ta có muốn nhắc lại là giống như ta đơn giản cái số 3 này đi nè. Thì ma trận tích của ta C có cấp là 2 nhân 2. Bây giờ biết cấp của nó rồi. Thế bây giờ muốn tìm ma trận C, bước tiếp theo có phải là chúng ta tìm các phần tử của nó không? Ta đi tìm phần tử của C. C ta vừa nói là có cấp là 2 nhân 2. Như vậy thì ma trận C là ma trận vuông cấp 2 có dạng như trên bảng. Nhiệm vụ của chúng ta là làm tính toán xem coi các phần tử ABCD này là bao nhiêu.
Thế bây giờ muốn tính toán như vậy thì tôi nhắc lại, mặt trận A và mặt trận B người ta cho là như thế này. Bây giờ tính cụ thể đây, A bằng bao nhiêu? Thế thì A có phải là phần tử nằm ở dòng 1 và cột 1 của mặt trận tích không? Thì theo định nghĩa vừa rồi thì phần tử nằm ở dòng 1 và cột 1 của mặt trận tích, thì ta lấy dòng 1 của A nhân với cột 1 của B. Ta lấy dòng 1 của A, ta nhân với cột 1 của B. Và nhân như thế này, lấy phần tử thứ nhất nhân phần tử thứ nhất, có nghĩa là lấy 2 nhân 0 cộng với lấy phần tử thứ hai nhân phần tử thứ hai, tức là 1 nhân 1 cộng với lấy phần tử thứ ba nhân phần tử thứ ba, vậy là 2 nhân 1. Dễ dàng thấy được nó bằng 3. Đây, 2 nhân 0 là 0 này, đây là 1 là 2. Kết quả A bằng 3. Tương tự thì ta tính được B nhỏ bằng. B nhỏ là phần tử nằm ở dòng 1 cột 2 của mặt trận tích. Thì ta lấy dòng 1 của A nhân với cột 2 của B. Ta lấy 2 nhân 2, phần tử thứ nhất nhân phần tử thứ nhất cộng với phần tử thứ hai là 1 nhân phần tử thứ hai của B, đây là 0, ta có 1 nhân 0 cộng với 2 nhân 2. Kết quả là 8. C. C thì nó nằm ở dòng thứ hai và cột thứ nhất của mặt trận tích. Ta lấy dòng 2 của A nhân với cột 1 của B, ta có 3 nhân 0 cộng với số hạng thứ hai sẽ là gì nè? 2 nhân 1 cộng với tiếp theo là 0 nhân 1. Kết quả cho ta là 2. Rất dễ các em. Cuối cùng D bằng. D nằm ở dòng 2 và cột 2 của mặt trận tích. Ta lấy dòng 2 của A nhân với cột 2 của B, 3 nhân 2 cộng với 2 nhân 0 phần tử thứ hai nhân phần tử thứ hai cộng với 0 nhân 2, hai phần tử nằm ở cùng vị trí nhân nhau. Đây, kết quả là 6. Như vậy thì thế A, B, C, D vào ở đây là có C, là cái ma trận 3, 8, 2, 6 như trên bảng. Để làm dẫn nhuần nhuyễn hơn, ta xét ví dụ thứ hai, tìm ma trận A thỏa cái đẳng thức trên bảng. Tìm ma trận A thì phải tìm cấp của nó và các phần tử của nó. Bây giờ cấp của A là bao nhiêu? Cấp của A bao nhiêu ta chưa biết, ta đặt lại là P nhân Q đi, coi như A là ma trận có cấp là P nhân Q. Lấy A nhân với ma trận này, ta tạm gọi ma trận này là ma trận B. Cấp của nó là bao nhiêu? Thì dễ thấy cấp của nó là 2 nhân 2, bởi vì nó có 2 dòng và 2 cột. Bằng, ta gọi ma trận này là ma trận C đi. Thế ma trận C này có phải là cấp là 1 nhân 2 không? Bởi vì nó có 1 dòng và 2 cột. Các em xem nè. Bây giờ để tồn tại được cái tích A nhân B này nè, có phải là ta cần cái chỉ số, cái số cột của ma trận A nó phải bằng số dòng của ma trận B không nè? Tức là ta phải có cái gì? Q bằng 2. Rồi. Và khi tồn tại được rồi thì ma trận tích có phải có cấp là P nhân 2 không? Mà để ứng với nó là ma trận tích là 1 nhân 2. Điều đó chứng tỏ rằng P này là 1. Như vậy ta có Q bằng 2 và P bằng 1. Vậy thì cái ma trận A của mình là ma trận 1 nhân 2. Ta biết cấp của mặt trận A rồi. Nếu cấp của nó là 1 nhân 2 thì mặt trận A này nó có 1 dòng và 2 cột. Ví dụ nó như thế này. Tiếp theo, có phải là ta đi tìm phần tử của A không? Tìm các phần tử của A. Đây là dạng của mặt trận A mà ta vừa tìm được ở trên nè. Lấy A nhân với mặt trận B này nè để cho nó bằng mặt trận C. Ta thấy nè, cái số 5 này nè, có phải nó là phần tử nằm ở dòng thứ nhất và cột thứ nhất của ma trận tích không? Đây là ma trận tích nè. Thì số 5 này, vì nó nằm ở dòng 1 và cột 1 ma trận tích, cho nên số 5 này nó có được là do
ta lấy dòng 1 của mặt trận trước, ta nhân với cột 1 của mặt trận sau. Như vậy thì số 5 này có phải là A nhân 1 cộng với B nhân 2 không? Đây, em thấy nè, A nhân 1 là A nè, cộng với B nhân 2 là 2B nè. Nó chính là cái phần tử 5 này đây. Còn cái số 3 này nè, nó là phần tử nằm ở dòng 1 và cột 2 của mặt trận tích. Em nhớ nha, dòng 1, cột 2. Đây ta lấy dòng 1 nè, nhân với cột thứ 2. À, như vậy số 3 này nè, có phải là lấy A nhân 3, tức là 3A, cộng với B nhân 0 không? À, cộng với B nhân 0, tức là 0B, nó bằng 3. Rồi, bây giờ muốn tìm A và B thì rất là đơn giản. Ta giải hệ phương trình này. À, ta có nè, 0 nhân B là 0 nè, vậy là 3A bằng 3 nè. Đó, dễ dàng thấy A bằng 1. Thế là 1 lên trên. À, ta tính ra được B là 2. Như vậy thì mặt trận A của ta là mặt trận 1, 2. Ta tiếp tục xét thêm ví dụ thứ 3. Cho mặt trận A, mặt trận B. Đây. Câu hỏi đặt ra là chứng minh rằng mặt trận tích A nhân B khác mặt trận B nhân A. À, nhìn vào cái đề bài này, ta thấy rằng là nếu như mà có phải là nếu như mà ta chứng minh được điều này thì ta có thể kết luận rằng là hết nhân hai mặt trận nó không có tính giao hoán không nào. Thế bây giờ muốn chứng minh rằng A nhân B khác B nhân A thì ta chứng minh cái gì nè? A nhân B là một mặt trận, B nhân A là một mặt trận nếu tồn tại. Thì hai mặt trận mà muốn bằng nhau thì chúng phải cùng cấp với nhau. Và các phần tử tương ứng nó phải giống y như nhau. Vậy thì muốn chứng minh nó khác nhau thì ta chứng minh hoặc là cấp của chúng khác nhau, hoặc là có hai cái phần tử nào đó nằm ở cùng cái vị trí tương ứng mà nó không bằng nhau. Vậy trước hết ta xét thử mặt trận tích A nhân B này, cái cấp của nó là bao nhiêu. Đây là A, đây là B. Mặt trận A là mặt trận vuông cấp 2 nhân 2, mặt trận B cũng là mặt trận vuông cấp 2 nhân 2. Như vậy các em thấy rõ ràng thì mặt trận tích này là nó tồn tại và cấp của nó là 2 nhân 2. Vậy thì A nhân B này, đấy, mặt trận của nó là cấp 2 nhân 2. Còn B nhân A thì thế nào? B này, đây là mặt trận B, để cho này, đây là mặt trận A này. Thì đây cũng là mặt trận vuông cấp 2, nhưng mặt trận vuông cấp 2 là dễ thấy thì tích này nó tồn tại và nó cũng là một cái mặt trận vuông cấp 2. Như vậy thì nói về cấp thì ta đã có cái cấp của mặt trận tích A nhân B và mặt trận tích B nhân A này nó cùng cấp với nhau rồi. Vậy thì muốn chứng minh nó khác nhau ta chỉ còn một cách nữa, đó là phải chứng minh rằng các cái phần tử nào đó ở cùng, hai phần tử nào đó nằm ở cùng cái vị trí tương ứng mà nó lại không bằng nhau. Trong mặt trận tích A nhân B nó có 4 phần tử, dưới này mặt trận B nhân A cũng có 4 phần tử. Ta thử lấy hai phần tử ở vị trí tương ứng so sánh với nhau xem sao nha. Các em thấy nè, đây là phần tử nằm ở dòng 1 và cột 1 của mặt trận tích A nhân B nè. Đây là phần tử cũng nằm ở dòng 1 và cột 1 của mặt trận tích B nhân A nè. Tôi đem so sánh hai phần tử này với nhau. Nếu chúng khác nhau thì ta kết luận ngay hai mặt trận này, tích hai mặt trận này, hai mặt trận tích này nó khác nhau. Còn nếu mà nó bằng nhau thì ta phải tiếp tục xét các phần tử tương ứng khác. Thử tính A xem sao. A là phần tử nằm ở dòng thứ nhất và cột thứ nhất của mặt trận tích. Vậy ta lấy dòng thứ nhất của A nhân với cột thứ nhất của B. Như vậy thì A này bằng này, có phải là 1 nhân 0 không nè? 1 nhân 0 cộng với này, lấy 2 nhân 2. Vậy nó bằng 4. Còn M thì sao? Tương tự nè, M cũng nằm ở dòng 1 và cột 1 của mặt trận tích B nhân A này. Ta lấy dòng 1 của B nhân cột 1 của A. Ta lấy 0 nhân 1 cộng với 2 nhân với 4 bằng 8. Vậy thì A và M khác nhau. Điều này đủ để kết luận rằng A nhân B khác B nhân A. Như vậy là với hai mặt trận cụ thể A nhân B, A và B như thế này thì ta thấy A nhân B nó khác B nhân A.
Nhưng mà không phải là cứ hai ma trận A và B bất kỳ nào thì ta cũng có A nhân B nó khác B nhân A. Cũng có thể là nó tồn tại hai ma trận AB đặc biệt nào đó mà A nhân B bằng B nhân A. Ta sẽ thử ví dụ tiếp theo, ví dụ thứ tư. Tìm tất cả ma trận B sao cho A nhân B bằng B nhân A. Đây em thấy là hai ma trận tích bằng nhau. Nhưng mà hiển nhiên là bằng nhau với một cái ma trận A cụ thể nào đó. Đây người ta cho A là ma trận này. Thế tìm ma trận B như đã nói hồi nãy giờ rất là nhiều lần rằng là muốn tìm một ma trận thì ta phải tìm cấp của nó và tìm phần tử của nó. Trước tiên ta tìm cấp của B. Lúc đầu thì ta chưa biết B cấp bao nhiêu, cứ giả sử rằng B cấp là P nhân Q. Thế thì ta có điều gì nè? A phải là ma trận cấp 2 nhân 2 không? B là ma trận cấp P nhân Q. Ta muốn nó bằng B nhân A. Vậy thì trước hết là cần cái ma trận tích này nè, và ma trận tích này tồn tại nè. Nhưng mà theo cái điều kiện tồn tại ma trận tích thì có phải ta cần là số 2 này chỉ cái số cột của ma trận A phải bằng cái số dòng của ma trận B không? Tức là ta cần có P bằng 2. Đó. Còn bên đây nè, muốn tích này tồn tại nè thì số cột của B là Q đó, nó phải bằng số dòng của A là 2. Như vậy thì ta phải có Q bằng 2. Ta giả sử rằng B cấp là P nhân Q. Mà bây giờ biết rồi P là 2, Q là 2. Điều đó cho ta kết luận rằng ma trận B là một cái ma trận vuông cấp 2 nhân 2. Nó có dạng như thế này. Xong bước thứ nhất. Bước thứ hai, tìm phần tử của B. Rồi, các em xem nè. A nhân B. A nhân B nó bằng là 1, 2, 4, 4, 1 nhân với A, B, C, D. Ma trận A họ cho đây. Ma trận B ta ghi là A, B, C, D như hồi nãy đây. Còn cái ma trận B nhân A thì ta đảo ngược lại. Nhưng mà trước tiên ta hãy tính cái ma trận tích A nhân B này xem nó như thế nào. Đây là ma trận 2 nhân 2 này nhân với ma trận 2 nhân 2. Vậy thì ma trận tích này nè cũng là một cái ma trận có hai dòng và hai cột cấp 2 nhân 2. Chúng ta sẽ tính phần tử đầu tiên trước. Phần tử nằm ở cái dòng thứ nhất nè, dòng thứ nhất và cái cột thứ nhất vị trí này nè, dòng 1 cột 1 của ma trận tích này. Theo định nghĩa thì cái dòng phần tử nằm ở dòng 1 cột 1 này thì ta lấy dòng 1 của A nhân với cột 1 của B. Như vậy phần tử này nó là 1 nhân A cộng với 2 nhân C, tức là A cộng 2C. Tiếp theo, phần tử này nè, nằm ở dòng thứ nhất, cái vị trí này, dòng thứ nhất và cột thứ hai. Thì phần tử mà nằm ở dòng thứ nhất, cột thứ hai của ma trận tích, thì ta lấy dòng 1 của A nhân cột 2 của B. Tức là ta lấy 1 nhân B cộng với 2 nhân D. Chỗ này ta được là B cộng 2D. Tương tự như vậy các em sẽ có nè, cái phần tử nằm ở dòng thứ hai cột thứ nhất của ma trận tích số này, dòng 2 cột 1. Ta lấy dòng 2 của A nhân cột 1 của B, lấy 4 nhân A cộng với 1 nhân C, tức là 4A cộng C. Cuối cùng, phần tử cuối cùng này là nằm ở dòng thứ hai và cột thứ hai của ma trận tích này. Ta lấy dòng 2 của A và nhân cột 2 của B, ta được là 4 nhân B cộng với 1 nhân D. Chỗ này sẽ là 4B cộng 1D. Ta vừa tính xong tích A nhân B, A trước B sau. Bây giờ ta tính ma trận tích B nhân A với B trước A sau nè. Đây là B nè, đây là B nè, đây là A nè. Thế thì cũng như ở trên, ma trận tích này là ma trận tích của hai ma trận cấp 2 nhân 2 nhân 2 nhân 2. Thì ma trận này nó cũng là một cái ma trận cấp là 2 nhân 2. Nó sẽ có hai dòng và hai cột. Ta cũng sẽ lần lượt tính các cái phần tử của nó. Trước hết, tính phần tử nằm ở dòng thứ nhất và cột thứ nhất. Ta lấy dòng 1 của B nhân với cột 1 của A. Ta được là A nhân 1 cộng với 4 nhân B.
phần tử này, dòng 1, cột 2, lấy dòng 1, nhân cột 2, A nhân 2, tức là 2A, B cộng với B nhân 1, tức là B. Vậy thì chỗ này có phải là 2A cộng B không? Phần tử này, dòng mấy? Dòng 2, cột mấy? Cột 1. Dòng 2 cột 1 thì lấy dòng 2 của B, nhân cột 1 của A. Dòng 2 của ma trận trước, nhân cột 1 của ma trận sau. Lấy C nhân 1 là C nè, cộng với D nhân 4 là 4D. Chỗ này là C cộng 4D. Dễ dàng tính được, chỗ này là 2C cộng D. Thế em thấy nè, hai ma trận A nhân B và B nhân A này, mình nói về cấp của nó đó, thì chúng cùng cấp, cùng là ma trận vuông cấp 2. Vậy thì bây giờ muốn hai ma trận này, hai ma trận tích này nó bằng nhau, thì các cái phần tử tương ứng của nó bằng nhau. Tức là ta phải cho cái gì? A cộng 2C bằng A cộng 4B. B cộng 2D thì phải bằng 2A cộng B. 4A cộng C bằng phần tử nào? C cộng 4D. Phần tử 4B cộng D trong ma trận trên phải bằng 2C cộng D, là phần tử của ma trận dưới này. Có đúng như vậy không? Đây, A nhân B bằng B nhân A. Đó, ta được nè. Đó. 4 cặp bằng nhau như thế này. Rồi. Ta giải cái hệ phương trình này ra. Ta xem phần thứ nhất. Ở đây có A, ở đây có A. Ta đơn giản A mất. Như vậy thì chỗ này 2C bằng 4B. 2C bằng 4B. À, vậy thì có phải là C nó bằng 2B không? Phương trình thứ hai nè. À, ta có là B với B đơn giản mất này. 2D bằng 2A cho ta D bằng A. Phương trình thứ ba. Thế C đơn giản mất rồi. Em có 4A bằng 4D. Như vậy ta có A thì bằng D. Cuối cùng. Phương trình cuối cùng. À, giống nhau cái D đây. D với D đơn giản mất. Như vậy 4B bằng 2C đơn giản cho 2. Ta được là C ta bằng 2B. Thế ở đây ta thấy rằng là trên này là C bằng 2B, dưới này cũng C bằng 2B, giống nhau ha. Ta biết một lần ta được rồi. Để D bằng A, đây cũng D bằng A. Như vậy thì ta biết là C thì bằng 2B và D thì bằng A. Đó. Như vậy là muốn cho hai cái ma trận tích này nó bằng nhau thì ta cần có cái phần tử C trong ma trận này, trong ma trận B nó bằng 2B, còn D thì bằng A. Vậy thì ma trận B này nó có dạng như thế nào này? Đây, A, B. Ta tính C theo B và tính D theo A. Như vậy thì đây là C nè, thì C nó bằng 2B nè. Còn đây là D nè, thì D nó bằng A. Nó bằng A. Như vậy ta tìm được cái mặt trận B, thỏa mãn được cái tích A nhân B bằng B nhân A là cái mặt trận như thế này đây. Thì ở đây A và B nó như thế nào? Thì A và B tùy ý. Đây. Có nghĩa là ta tìm được mấy ma trận B thỏa mãn được cái đẳng thức này? Vô số. Bởi vì ở đây là em có thể chọn A và B tùy ý mà. Ví dụ như là em có thể chọn như thế này nè. A là 1, B là 1. Thì chỗ này em được ma trận B là 1 nè, 1 nè, 2, 1. Hay là nếu em chọn A là 0 nè, B là 1 nè, thì đây là 0 nè, 1 nè, đây là 2, đây là 0. Nó có vô số ma trận B thỏa mãn cái đẳng thức này. Như vậy thì cũng với hai ma trận A bất kỳ đó thì có thể là A nhân B nó bằng B nhân A và cũng có thể là A nhân B nó khác B nhân A. Ta xét ví dụ thứ năm. Cho ma trận A như trên bảng. Câu hỏi đặt ra là tính A lũy thừa 4. A lũy thừa 4 tức là A nhân A nhân A nhân A 4 lần như vậy. Vậy thì muốn tính A lũy thừa 4, trước hết ta phải tính A lũy thừa 2 nè. A lũy thừa 2 tức là A nhân A đấy. Thì A là bao nhiêu? Đây, người ta cho A đây. Nhân với A, nhân với chính nó. Đây là một cái ma trận vuông cấp 2. Nhân với một ma trận vuông cấp 2. Thì ta sẽ được một ma trận vuông cấp 2. Phần tử đầu tiên, phần tử nằm ở dòng thứ nhất và cột thứ nhất của ma trận tích A nhân A, tức là ma trận A bình phương này nè. Được tính như thế nào? Thì hồi nãy giờ ta tính cũng khá nhiều lần rồi. Ta lấy dòng 1 nhân cột 1. Nằm ở cái vị trí là dòng 1 cột 1 thì ta lấy dòng 1 ma trận trước nhân cột 1 ma trận sau. Em lấy cốt T nhân cốt T nè. Tức là em được cốt bình phương T nè. Em cộng tiếp với lại
trừ sin t nhân sin t, đúng chưa? Thì chỗ này em sẽ được là trừ sin phương t. Rồi, ở cái vị trí là dòng 1 cột 2 của mặt trận tích này, dòng 1 cột 2 thì mình sẽ lấy dòng 1 mặt trận trước nhân cột 1 mặt trận sau. Như vậy ta lấy cos t nhân trừ sin t, tức là trừ sin t cos t đó, cộng với trừ sin t nhân cos t này, đây trừ sin t cos t. Hoàn toàn tương tự, ta có thể tính được cái phần tử nằm ở cái dòng thứ hai và cột thứ nhất của mặt trận tích này. Lấy dòng 2 nhân cột 1, sin t nhân cos t, cộng với chỗ này cos t sin t, đây. Cuối cùng, dễ dàng tính được phần tử nằm ở dòng 2 cột 2 là trừ sin t cộng cos bình phương t. Cái bài này thì nó cũng gần giống những bài trên, nhưng mà nó đụng đến cái lượng giác, như vậy chúng ta phải nhớ lại một vài cái kiến thức lượng giác. Các em có nhớ là cos bình phương t mà trừ sin bình phương t trong lượng giác nó bằng cái gì không nè? Có phải nó bằng là cos 2t không? Đó là cos 2t đó. Còn cái chỗ này nè, sin t cos t cộng sin t cos t, nó là hai lần sin t cos t. Thế theo quy tắc nhân, công thức thức nhân thì là hai sin t cos t nó chính là sin 2t. Đây sin 2t. Còn ở đây nè, thì nó đối với cái này thì là trừ sin 2t. Còn cái phần tử cuối cùng này là, nếu mà đọc ngược lại thì là cos bình t nè, trừ sin bình t. Nó có phải giống cái này không? Như vậy ở đây là cos 2t. Vậy là ta tính được A mũ 2 rồi. Nhưng mà D yêu cầu là tính A lũy thừa 4. Vậy ta phải tiếp tục tính cái gì này? Tính A lũy thừa 3. A lũy thừa 3 tức là A lũy thừa 2 nhân với A. Đây là A mũ lũy thừa 2 này, ta mới tính xong này. Nhân với, nhưng mặt trận A để cho nè. Hoàn toàn tương tự như ở trên. Mặt trận vuông cấp 2 nhân mặt trận vuông cấp 2 thì ta được một mặt trận vuông cấp 2. Tính lại một lần nữa cho nó quen cái tích của hai mặt trận này. Phần tử nằm ở cái dòng thứ nhất và cột thứ nhất nè. Lấy dòng 1 nhân cột 1 nha. Cos 2t nhân cos t. Cộng với nè. Chỗ này có phải là trừ sin 2t sin t đây không? Phần tử dòng 1 cột 2. Lấy dòng 1 nhân cột 2. Cos 2t nhân trừ sin t. Đúng rồi, cos 2t trừ sin t. Cộng với trừ sin 2t cos t. Tức là trừ sin 2t cos t. Ở đây thì sao? Ở đây là dòng thứ mấy? Dòng thứ hai. Cột thứ mấy? Cột thứ nhất. Đây, dòng 2 nhân cột 1. Sin 2t nhân cos t. Cộng với cos 2t sin t. Cos 2t sin t. Cuối cùng, lấy dòng 2 nhân cột 2 là được cái phần tử nằm ở vị trí này của thành tích. Sin 2t nhân trừ sin t. Tức là trừ sin t sin 2t. Cộng với cos 2t nhân với cos t. Đây, cộng với cos 2t nhân cos t. Vừa rồi ta tính A mũ 2 á, thì em đụng đến lượng giác và đụng đến công thức nhân á. Còn bây giờ em biết đụng đến công thức gì không? Đụng đến công thức cộng. Đây. Ta có nè. Cos A nhân cos B trừ sin A nhân sin B. Ở đây A là 2t, B là t. Thì cos A nhân cos B mà trừ sin A nhân sin B thì có phải là cos của A cộng B, tức là cos 3T chỗ này không? Cos 3T. Còn đây thì sao nè? Nếu mà mình để dấu trừ nhân tử chung á, thì chỗ này còn lại là sin A cos B cộng sin B cos A, với A là T và B là 2T. Nhưng mà theo lượng giác thì sin A cos B cộng sin B cos A là sin của A cộng B. Vậy thì rõ ràng chỗ này là trừ sin 3T. Ở đây đúng công thức cộng sin A cos B cộng sin B cos A. Sin A cộng B, sin 3T, A cộng B, A là 2T, B là T, là 3T. Còn ở đây, chỗ này nó giống chỗ này thêm nè. Em có nhận thấy như vậy không? Nhưng mà đọc ngược lại, cos A cos B cộng trừ sin A sin B. Đấy, nó đây. Nó chính là cos của A cộng B, tức là cos 3T. Bài toán xong chưa? Chưa xong, đúng không? Người ta hỏi mình A lũy thừa 4 đâu mà. Thế bây giờ nếu mình lấy A lũy thừa 3 này nè, em làm tương tự như vậy, anh nhân cho A này nè, thì em sẽ được A lũy thừa 4. Dễ dàng thôi. Cái việc đó thì các em có thể tự mình tính ha. Nhưng ở đây nè, thì tôi nhận xét để đưa ra kết quả liền nè. Các em thấy ha, A nè, đây là A nè. A bình phương đâu? Đây là A bình phương nè. A lũy thừa 3 đâu? Đây là A lũy thừa 3 nè. T
ta nhận xét gì về A, A bình phương và A vi thừa 3? Đối với A, tức là A mũ 1, thì chỗ này là cốt 1T. A mũ 2, vị trí này là cốt 2T. A lũy thừa 3 thì cái vị trí này là cốt 3T. Cốt 3T. À, như vậy là cái hàm số lượng giác là không thay đổi, là cốt. Cái gốc thay đổi thôi. Nếu mà A mũ 1 thì là 1T, A mũ 2 thì chỗ này 2T, mà A mũ 3 thì chỗ này là 3T. Vị trí này thì sao? Em thấy nè. Đối với A nè, thì chỗ này là sin T, sin 1T. A mũ 2 chỗ này sin 2T. A mũ 3 thì chỗ này sin 3T. Vẫn là sin hết. Nhưng mà A mũ 1 thì 1T, A mũ 2 thì 2T, A mũ 3 thì 3T. Như vậy là hàm số lượng giác vẫn là sin, gốc thay đổi. À, nếu mũ 1 thì 1T, mũ 2 là 2T, mũ 3 là 3T. Các cái vị trí này cũng vậy đúng không em? Như vậy các em có dự đoán được là A mũ 4, nếu mình tính toán ở nhà tính toán một cách cẩn thận, chi tiết, à, thì mình biết A lũy thừa 4 bằng cái gì không? Có đoán được không? Đây. Thì đây, nếu mà A mũ 1 thì 1T, mũ 2 là 2T, mũ 3 là 3T, như vậy chỗ này mũ 4 là 4T. Ta được A mũ 4 là ma trận này đây. Và đây chính là kết quả phân tích. Thế vấn đề đặt ra là nếu như chỗ này mà họ không hỏi A mũ 4 mà họ hỏi A lũy thừa 2010 chẳng hạn, thì có lẽ mà phải đi tính 2010 lần cái này thì có vẻ vất vả quá đúng không em? Thế thì có công cụ nào để mà mình tính toán nếu mà chỗ này số mũ cao không nè? Em có nhớ không? Đó là phương pháp quy nạp. Thì ví dụ tiếp theo, cho ma trận A như trên bảng. Câu hỏi là tính A mũ N một cách tổng quát như vậy đó. Thế rõ ràng đây là chữ N thì phải dùng quy nạp thôi, chứ mình đâu có biết là dừng lại ở bao nhiêu lần đâu. Nếu A mũ 10 thì tính 10 lần, nhưng cái này là N mà. À, như vậy phải dùng quy nạp. Thì có còn nhớ quy nạp không? À, nhắc lại một tí xíu ha. À, muốn chứng minh một cái đẳng thức nào đó nó đúng với mọi N bằng pháp quy nạp, ta chứng minh gì nè? Bước thứ nhất là ta chứng minh nó đúng với cái N nhỏ nhất. À, ví dụ như bắt chứng minh nó đúng với N lớn bằng 2, thì mình sẽ chứng minh bắt đầu đúng với N bằng 2 trước này. Sau đó mình giả sử rằng cái đẳng thức đó nó đúng mà khi N bằng K, thì ta sẽ chứng minh rằng đẳng thức đó nó cũng đúng khi N bằng K cộng 1. Nếu ta làm được hai bước như vậy thì ta có thể kết luận rằng là cái đẳng thức mình cần chứng minh nó đúng với mọi N. Như vậy ở đây thì ta sẽ bắt đầu từ A mũ 2, tức là A nhân A. Đây là A, đây cũng là A. Ma trận vuông cấp 2, nhưng ma trận vuông cấp 2 thì nó là một cái ma trận vuông cấp 2. Bây giờ phần tử thứ nhất, phần tử nằm ở dòng 1, cột 1 của nó. À, ta lấy dòng 1 nhân cột 1 này. 1 nhân 1 cộng 1 nhân 0, dễ thấy là số 1. Ở vị trí này là dòng 1 cột 2. Lấy dòng 1 mặt trận trước nhưng cột 1 mặt trận sau. Có phải là lấy 1 nhân 1 cộng với 1 nhân 1 không? Bao nhiêu? Là 2. Vị trí này, dòng 2 cột 1 của mặt trận tích. Lấy dòng 2 mặt trận trước nhân cột 1 mặt trận sau. Lấy 0 nhân 1 cộng với 1 nhân 0. À, vậy thì bằng 0. Ở vị trí này là dòng 2 cột 2 đây. Ta lấy dòng 2 mặt trận trước nhân cột 2 mặt trận sau. Lấy 0 nhân 1 cộng với 1 nhân 1. Tức là 1. Đó là A mũ 2. Thế bây giờ em muốn tính A mũ N. Em phải dự kiến. Mình dự kiến cái đẳng thức mình cần chứng minh nó là gì. Tức là mình dự kiến là A mũ N nó bằng cái gì đó. Thế nếu mà nhận xét tốt thì mình có thể dự kiến liền. Còn nếu như mà nhận xét chưa tốt thì mình chịu khó mình tính thêm. Biết tính A mũ 2 rồi A mũ 3. Còn nó có cái quy luật gì không? Thì ở đây để tiết kiệm thời gian thì tôi nói luôn nè. Em thấy là A tức là A mũ 1 nè. Là ma trận này. A mũ 2 ta vừa tính là ma trận này. Thế thì nó có cái gì đặc biệt không? Mình so sánh thử cái ma trận A với ma trận A mũ 2 này. Ta thấy là hình như là chỉ có cái phần tử nằm ở cái dòng thứ nhất cột thứ hai này là thay đổi thôi các em. À, nếu A mũ 1 thì chỗ này là số 1. A mũ 2 thì chỗ này là số 2. Như vậy thì mình dự kiến rằng là chắc là A mũ N, chỗ này là N. Rồi, thế bây giờ muốn chứng minh điều đó thì sao nè?
muốn chứng minh rằng A mũ N, chỗ này là N, tức là matrix A mũ N thì là một N ở đây rồi không một ở đây, thì ta phải làm thêm cái bước thứ hai. Tức là ta giả sử A mũ K đó, nó có dạng đây là K. Nếu đây là K thì đây là K. Tại vì hồi nãy mình dự kiến đây là N thì đây là N mà. Thì mình giả sử rằng nếu đây là K nè, thì đây là K nè. Thì lúc đó cái nhiệm vụ của mình là phải chứng minh rằng nếu đây là K cộng 1 nè, cái số mũ là K cộng 1, thì cái chỗ này phải là K cộng 1 nè. Cái phần tử nằm ở dòng 1 cột 2 mặt trình đó phải là K cộng 1. Nếu chứng minh được điều đó là ta có quyền kết luận rằng nếu A mũ N thì chỗ này thay bằng N. Ta tích thử coi. A mũ K cộng 1 thì nó là A mũ K nhân với A. Như vậy thì A mũ K cộng 1 bằng này. Đây là A mũ K này, nhân với A. A để cho đây. Bằng. Thế thì tính toán như là nãy giờ mình tính đó, thì phần tử đầu tiên thì ta lấy 1 nhân 1 cộng K nhân 0. Chỗ này là 1. Phần tử thứ hai này ta lấy dòng 1 nhân cột 2. 1 nhân 1 là 1 nè. Cộng K nhân 1 nữa là K. Tức là K cộng 1. Phần tử này dòng dòng 2. Cột mấy? Cột 1. Lấy dòng 2 nhân cột 1. 0 nhân 1 là 0. Cộng 1 nhân 0 cũng là 0. Chỗ này là số 0. Phần tử cuối cùng dòng 2 cột 2. Em lấy dòng 2 của mặt trên trước nhân cột 2 mặt trên 6. Rất quen thuộc. 0 nhân 1 cộng 1 nhân 1. Vậy chỗ này là số 1. Quá tốt, đúng tên. Đúng như mình dự kiến nè. Rồi, như vậy thì A mũ 1 thì đây số 1, A mũ 2 thì đây số 2, A mũ K đây là K, A mũ K cộng 1 thì đây là K cộng 1. Rồi, như vậy thì rõ ràng ta có quyền kết luận rằng